Hôm qua mà coi cái Độc Lạ Bình Dương mà coi cái câu chuyện mà cái người phụ nữ đẻ 15 đứa con. Hai vợ chồng rất đơn giản bình dị, nghèo, đen đúa, đẻ 15 đứa con. 6-7 đứa con đầu tiên là mẹ chồng còn sốc, nên nghèo quá nên có bầu đẻ không có đi bệnh viện, ở nhà tự đẻ. Mẹ đẻ xong thì mẹ biết mẹ yếu rồi, mẹ mới dạy cho con là ông chồng. Khi mẹ chết xong, tiếp tục vợ con có đẻ thì con đỡ đẻ, dạy cho ông. Thì cuối cùng khoảng 7-8 đứa sau này là ông đỡ đẻ. Kinh khủng không? Nó độc lạ mà quý vị. Nghĩa là tự tạo ra cái bầu, rồi khi đẻ rồi tự đỡ luôn. Rồi hỏi đỡ đẻ thì sao? Ông nói mỗi lần trước khi vợ gần đẻ là ông mua lữ lam. Để đẻ xong ông cắt rúng, cắt gì đó, rồi xong lấy chỉ buộc lại. Vậy mà 15 đứa con nó chốc chết trong chen, nó chạy xung quanh, nó ngồi tá lạ bên chứ ngộ lắm quý vị ơi. Đen đúa mà giống như một cái gia đình nó gần gũi lắm quý vị. Nó rất là gần gũi, tại vì thấy chồng cũng là đơn giản mà vợ cũng đơn giản. Nên từ nơi đó mà vợ chồng và con quay quần bên nhau 15 đứa con. Nó chạy lóc chóc lên chen tùm lum tùm la. Mà công nhận bà này đẻ sai thiệt chứ. Đẻ sai thiệt. Cái anh mà Độc Lạ Bình Dương, anh hỏi 15 đứa rồi anh chị có định đẻ nó không? Anh thấy bà cười cười. Tại vì sao? Trong bụng họ nghĩ rằng là có bầu là đẻ thôi quý vị à. Họ y gan là đi theo cái tự nhiên luôn rồi đó. Có bầu là đẻ thôi. Nó đụng là đẻ. Không có những người ta đụng hoài mà có đẻ đâu quý vị. Đâu phải dễ đâu chứ. Đâu phải dễ đâu. Nó phải là có cái nhân duyên sao đó. Mà đẻ 15 đứa. Không mà nghĩ là tội nghiệp quý vị. Có những người ta nói ta đẻ 2 đứa con mà ta đã sợ quá trời. Quá trời sợ. Vậy mà đẻ 15 đứa con. Hồi tối ngồi nói chuyện với một sư cô trong chùa. Sư cô nói 15 đứa con chưa nhiều đâu thầy. Những đứa nó ủa vậy bà đẻ mấy đứa? 15 đứa con mà chưa nhiều bà. Bà nói có một cái ông này, ông cứ 2 chị em ở trên Đà Lạt. Bà nói vậy đó. Nói cái này mà nó Độc Lạ Bình Dương mà biết chắc cũng đi lợ làm chương trình luôn. Nhưng mà không phải ai mình cũng làm chương trình được đâu quý vị. Nên từ nơi đó sư cô này có nói rằng là ông này ông cưới 2 chị em. Đứa em đẻ 25 đứa. Đứa chị đẻ 15 đứa. 2 chị em đẻ 40 đứa. Và sư cô đó vậy đó. Bà nói là chùa ở trên Đà Lạt và gần đó luôn. Bà biết rõ ràng. Mà gia đình ông này rất là giàu. Mỗi đứa con ông đều cho của cải sự nghiệp đàng hoàng hết. Rất giàu. Ông có 40 đứa con. Kinh khủng với chàng. Chưa từng thấy luôn. Bởi vì bà nói 15 đứa chưa nhiều đâu thầy ơi. Thì thấy công nhận kinh thiệt. Mà hỏi ông đỡ đẻ thì sao? Ông nói dễ lắm. Tới lúc đẻ thì bắt đầu ông dở cái lưng vợ ông lên cao cao lên chút là tự nhiên nó chui ra à. Công nhận bà này bà đẻ như gà ấy chàng. Quá dễ luôn. Thì bởi vì người ta 15 đứa con là không đi bệnh viện mà. Bà đẻ rất là dễ. Nghe là cái duyên nghiệp của người ta thì sao ngộ vậy đó. Không có khó đẻ. Ông nói là dễ lắm. Tự nhiên đỡ cái lưng lên. Rồi bà gặn vài cái nó chạy cái ẹt ra rồi. Vậy đó. Rồi lấy lữ lam ra cắt rúng này kia. Rồi lấy chỉ buộc lại xong. Rồi tắm rửa này kia rồi xong. Vậy là giải quyết vấn đề. 15 đứa con đẻ chưa từng đi đến bệnh viện một lần. Người mẹ thấy ngồi mạnh khỏe bình thường. 46 tuổi. 15 đứa con. Ở 46 tuổi. Ổng 52 tuổi. Nó không, mình thấy đúng là tội nghiệp phụ nữ ghê. Đẻ đau lắm quý vị ơi. Đúng không? Nên tất cả đàn ông phải thương phụ nữ. Tội nghiệp người ta. Đừng có nên nghĩ người ta làm việc đàn bà con nít nghe. Mình đi làm có tiền hay mình có địa vị cái gì ở xã hội, nhưng mà nên thương vợ một chút. Nên về nhà mình còn hỏi han một tiếng. Hú ha.
Hiểu không? Thôi kệ đi, miệng giúp người ta vui cũng như mình được vui quý vị. Làm chi mà bộ mặt nặng nề quý vị. Hô ha. Hiểu không? Vậy đi nó vui biết mấy chàng. Đó nên quý vị ơi, mình sống với nhau mà thôi, đừng có làm nhau nặng nề chi. Thật sự mà nói quý vị, biết chùa 2000 người chứ, chưa bao giờ mà những đức tạo làm một cái áp lực gì cho ngôi chùa mình ở đó chàng. Chưa bao giờ mà những đức quá đạo tràng mà mấy cụ mà phải bận tâm một chút nào luôn. Chỉ có cái cụ thấy những đức mà bệnh no he cái cụ lo thôi, chỉ đúng vậy thôi. Chứ ngoài ra chưa bao giờ mà những đức làm một điều gì các cụ phải lo mà không có cuộc sống thiếu thốn bận tâm. Thì biết rằng mỗi điểm chùa những đức mua phương tiện sử dụng đầy đủ hết luôn. Những đức mong cho các cụ già và thấy cái gì mà cũng yên tâm, vì người già mình hiểu tính họ. Từ cái xe chở quan tài, từ cái xe chở người đi, từ cái gì bả đều nhìn. Cha mẹ mà nhìn thấy con có của cải cha mẹ vui. Vậy thôi quý vị à. Chứ cha mẹ nào mà đi ganh tị với con quý vị. Nên từ nó đó mà mình giờ mình lo nuôi các cụ thì các cụ như cha mẹ. Mình phải làm sao cho các cụ phải yên tâm chứ. Nó các cụ phải yên tâm. Nên mấy bà cụ mà ở ngoài đời vô nhìn đen đen ở những đứa chừng tháng thôi là trắng rồi. Không có cần bận tâm phiền não cái gì chứ á. À, nó thấy giống như mà nói mà mẹ chị Mai bà xuống mà cười sặc. Nó mới hôm qua gặp nó nè. Con nói vô đây một tuần mà con nói ít nhưng tu nhiều. Một tháng rồi đó thầy. Bây giờ con xin thầy ở thêm tháng nữa. Nhưng mà qua lễ cho về nhà 2-3 ngày đem bộ đại tạng kinh về cúng cho chùa khác. Xong dẹp gọn hết trơn, đừng vô chùa tu nữa. Được. Có kệ người già mà đừng có áp lực họ chi. Hiểu không? À, hồi xưa nhớ ví dụ như có mẹ của một cái anh ở đây, bà vô chùa bà tu cái thời điểm đó mình nghiêm, bà sợ bà trốn tới giờ. Phải chi mà thôi kệ bà đi, cho bà cộng tu đi, bà muốn về bà về kệ bà, thì sau này có khi bà còn có cơ hội hơn. Còn cái người nào thường trụ mình nghiêm thì gắng nghiêm, còn người cộng tu thì thôi kệ bà đi, bà đến bà tu bà về cho bà kết duyên, chứ không thôi bà sợ. Nhốt bà luôn, bà sợ luôn, bà chốt bà không dám gặp mình luôn. Tại vì một là gì, bà ở bà tu được rồi, xong cái bà đi về bà không dám, bà không vô nữa, cái bà sợ luôn vậy đó. Bà ngại là bây giờ bà vô gặp thầy ngại quá. Nó giống như cho những đứa gỡ lờ là đừng có sợ, thầy đâu có nói gì đâu mà sợ. Giống như có mẹ của cái anh mà anh gì đen thui tù lùi mà hai vợ chồng người cao mà ổng thì đen đó, anh gì mà đi làm dù chung với mình thường bên hậu pháp á, có đứa con tu bên đó, cô thu Hà, đúng không? Có bà mẹ ngày xưa bà cũng định bà vô bà ở luôn, nhưng mà bà ở không được, ở luôn không được, bà còn dính cái nhà. Nó thì bà cũ cái gì thôi, lúc nào bà vô giờ bà đi tới luôn. Nó mòi cái duyên cho bà. Tại giữa Phật tử đó với mình nó quá gần gũi à. Sau này lỡ trăm tuổi già Phật tử thì nếu có duyên thì mình giúp cũng được, không có sao. Nghe không? Đó kệ đi. Già rồi. Nên những đức nói với các cô trong chùa mình, thương các cụ đi, để hành được cái đức cho mình. Chứ đừng có dùng cái cách gì mà nghiêm với các cụ quá đáng. Cái gì cần dọn dẹp thì làm thôi. Chứ đừng có nghiêm với các cụ quá đáng, vì già nói bữa nay mai quên rồi. Mình nuôi giết mình hiểu rồi. Bà cụ nào bà tiếp được thì bà tiếp, còn bà tiếp chưa được thì cứ xiên nói hoài. Chứ đừng có làm biến. Không quý vị ơi, độ sanh bây giờ làm biến là không có độ được. Đừng có nói, thôi nói nhiều quá đừng nói nữa. Đừng nói là tiêu luôn. Đừng nói là tiêu luôn quý vị. Chúng ta mà không được nhắc nhở là tiêu luôn quý vị, chỉ cần mà bực bội lên cái thôi. Bây giờ nói hoài nói tận tình rồi, quý vị mà lên nghe, quý vị mà sân si nghe. Tôi đã nói quá hết lời rồi, khô hơi cạn tiếng rồi mà còn không nghe, trong tâm mình nói từ hôm nay tôi không nói nữa, là cái như là sắp tiêu rồi đó, là cái nơ đoàn thể đã tiêu rồi đó quý vị. Quý vị phải nói một câu gì nè, thôi cuộc sống bây giờ phải kiên nhẫn, phải bào mòn từ từ, chứ không có gấp gáp được. Ai nói tôi nói dây nói dài nói dở kệ, nhưng bổn phận tôi phải nói thôi. Hãy nói câu đó đó quý vị. Có những người ta cũng kích thích mình đẹp lắm á. Ta nói vậy nè,
Nó nhiều quá cũng không được gì, thôi kệ. Được không được thì thôi, miễn tôi được thì thôi. Tại vì nói để nhắc tôi, bản thân tôi thành ra một người kiên nhẫn. Nuôi dưỡng được cái tâm từ bi cho mình quý vị. Nếu bây giờ mà chúng sanh mà người ta chỉ cần cái gì một cái mà bản thân của mình không nói tới người ta nữa là mình bỏ rơi người ta. Nên bản thân mình phải kiên nhẫn, mình siêng năng vì người ta, để cho bản thân người ta có một ngày nào người ta còn có cơ hội quay đầu. Có cơ hội quay đầu. Nên hiện Đức mong rằng quý vị nghe những bài chia sẻ Phật pháp này, đối với gia đình người thân quý vị đừng bao giờ dội vàng bỏ họ. Có nghĩa là mình đủ duyên á, mình giúp họ. Mình đủ duyên mình giúp họ. Nhưng mà mình đừng bao giờ có tâm bỏ họ. Có nghĩa là mình phải hoàn toàn kiên nhẫn để giúp họ. Mà cái muốn giúp họ được là chính quý vị phải có sự an lạc trong Phật pháp. Đây là cái quan trọng nhất. Cái tâm an lạc trong Phật pháp là cái quan trọng nhất. Và cái giải quyết vấn đề khổ trong gia đình, phiền trong gia đình là chỉ đúng ngay quý vị. Nghĩa là ngay chính quý vị là chính nhất. Có nghĩa là ngay chính mình phải làm sao có sự an lạc. Chính mình phải có niềm vui mới giải quyết được vấn đề. Đừng bao giờ đi tìm viên thuốc ở đâu hết. Viên thuốc là mình đấy. Viên thuốc giải là mình đó quý vị. Nhớ nghe. Tất cả những người vợ, người chồng, người con buồn phiền trong cuộc đời này, đừng có đi tìm phương pháp nào ở đâu xa đi giúp họ hết. Mà phương pháp là ngay mình. 100% phương pháp là ngay mình. Nên chúng ta là phàm phu, chừng nào mình làm Phật thì người ta sẽ là Phật. Vì mình là phàm phu nên mình còn nhìn nhiều người là phàm phu. Nên bản thân mình còn nhìn nhiều người là phàm phu vì mình là phàm phu. Nên chừng nào mà chúng ta là Phật, là Bồ Tát thì chúng ta sẽ nhìn người ta là Phật, Bồ Tát. Viên thuốc là mình nè. Mình chưa có khả năng làm viên thuốc giải cho chúng sanh, nên bản thân mình còn rất là tệ. Hãy cố gắng mình đi. Cố gắng ngay mình. Nó có nghĩa là chúng ta cứ còn là phàm phu thì cứ đổ tội đổ lỗi cho người khác, đó là chuyện của phàm phu chúng ta. Chúng ta vẫn còn cái bệnh hoạn thì chúng ta cứ làm chuyện đó đi. Đổ tội đổ lỗi cho người khác cứ làm đi. Nhưng một ngày nào vì sẽ hiểu rằng ô thì ra là lúc trước giờ đi đổ tội đổ lỗi cho người, cuối cùng bây giờ mới hiểu ra tội lỗi là do ta. Tội lỗi là do ta mà ra. Đó. Vậy thì tự nhiên cái tâm quý vị tự nhiên giác ngộ, sẽ rất là vui và rất là an lạc. Rõ ràng trong cái cuộc đời đi tu hành, nó không phải giống như bản thân chúng ta mà muốn ăn một cái trái ngọt, không phải là chúng ta dễ dàng tự nhiên ăn được trái ngọt đâu quý vị. Nên có những cái trong cuộc đời mình, quý vị gặp những cái sự chua chát trong cuộc đời, quý vị cũng đừng nên dội vàng cho rằng mình quá khổ rồi than thân trách phận, rồi trách chờ trách Phật. Phải. Tại vì sao? Có khi cái sự chua chát đắng cay nó sẽ trả lại cho mình sự ngọt ngào. Nên nó là như vậy đó. Nên mình muốn ăn trái ngọt thì mình phải chịu cái khó khăn. Tại vì sao? Cái gì nó cũng có cái sự mà chăm sóc hết. Giống như cái một hạt giống mình trồng xuống mảnh đất, chúng ta phải bỏ công để chăm sóc này kia rồi mới ra qua kết quả. Cái gì nó cũng phải có nhân mà có quả, đúng quý vị? Không thể nào mà không gieo nhân mà có quả được đâu quý vị ơi. Thí dụ như bây giờ có những con người trong cuộc đời này họ rất là ác, họ rất là làm sai, nhưng họ rất là giàu, thì thật sự cái nhân của họ những đời trước cũng gieo rất cực, rất là cực. Hôm nay họ mới có được gì quý vị, chứ đâu phải không mà tự nhiên mà họ vẫn làm sai, họ vẫn ác. Mà tại sao họ cứ thịnh hoài? Không phải đâu, không thịnh đâu, mà là những đời trước của họ tu nhân tích đức quá cho cực, họ chịu khó chịu khổ, họ làm phước làm duyên lớn dữ lắm. Nên đời này tuy là họ không làm thiện nữa mà họ vẫn thịnh. Mình nói nó ác đó, nó ác vậy đó mà sao mà nó thịnh hoài đó. Nó ác đó mà sao nó thịnh đó, thấy không? Nên mình đừng có nên dội vàng nghĩ rằng họ làm ác mà họ vẫn thịnh. Không phải đâu quý vị. Mà những đời kiếp trước của họ tu duyên tu phước rất là lớn, đời này họ mới được vậy. Mà nó đã tổn nhiều rồi mà nó vẫn còn nhiều vậy đó,
Ví dụ như họ xài 3-4 đờ, nhưng mà đờ này họ không có tu hành, họ làm ác, thì họ xài chưa hết đờ này hết chưa, rất là uổng, họ phá sạch nhách hết chưa. Trong khi những cái công duyên phước báo của họ đời trước, họ tu rất là nhiều, tu rất là nhiều, nên Phật nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Nên từ nơi đó mà mình muốn biết quả báo đời sau thì mình xem nhân đời này. Cái nhân cái quả trong nhà Phật á, quý vị có nghe hoài bây giờ nó cũng không nhàm. Tại vì nó ngấm ngầm, nó làm cho mình lòng tin vững chắc. Cái tin sâu nhân quả của mình nó cực kỳ vững chắc. Khi đã là cái tâm mà tin sâu nhân quả mình vững chắc rồi, mình sẽ rất bình thản trong cái thuận nghịch trong cuộc đời này. Quý vị phải nhớ rằng là có những người khi người ta gặp mình, lúc trước người ta nói một hai câu này kia, người ta nói à, thầy bây giờ nó nói với thầy phải lo, thầy phải chuẩn bị cái này cái kia đủ. Tự nhiên mình ngày xưa là mình bị kích động nha quý vị. Nhưng mà bây giờ mình trong bụng mình nói để tôi chuẩn bị. Chuẩn bị, trong bụng mình nói nè, chuẩn bị niệm Phật. Đúng không? Chuẩn bị niệm Phật đi. Chuẩn bị mỗi ngày rảnh rỗi đi niệm Phật lễ Phật á. Cái chuẩn bị đó là chuẩn bị nguồn gốc đó. Nguồn gốc đó quý vị. À, hôm qua những đứa gặp hai cái cô này ở thành phố lên. Bởi vì mình thấy không? Có những cô á, mình xấu xí bị chồng bỏ thì nói làm chi? Xấu xí. Còn cái này đẹp, cao ráo, đẹp như người mẫu, mặt còn đẹp hơn người mẫu nữa. Mặt rất đẹp. 32 tuổi. Chồng vẫn bỏ bình thường. Chồng vẫn chán, vẫn đi tìm người khác bình thường. Những đức nói thật sự với cô, bây giờ nói câu này gần gũi nghe cô. Thí dụ như với cái khách quan nhìn mà nam á nghe, mà nhìn cô là thấy thật sự mà nói cô đẹp thiệt á, vừa cao ráo. Thí dụ như những đức 1m66, cô đó khoảng cỡ 1m70 mà cao ráo. Không phải là cái chuyện cao ráo mà ốm o đâu, mà cao ráo phải tướng phụ nữ luôn, đẹp, mặt rất đẹp, nghĩa rất đẹp, nhưng chồng vẫn bỏ, chồng vẫn bỏ bê, thấy chưa? Nó thì rõ ràng rồi, trong cuộc đời này chỉ có cái biết đủ thì không chán thôi, chứ không biết đủ thì nó đều chán hết trơn. Thật sự nó biết đủ thì nó không chán, chứ không biết đủ là nó đều chán hết. Vì sao? Vì nó đã qua tay mình rồi, mình thấy nó quen quá. Nó nhìn cái khác nó thấy là lạ, chứ thật sự người chồng người khác nó nhìn cái cô này cũng thích thêm một, thích lắm, tại vì nó thấy lạ. Nhưng mà chồng con nhỏ này thì thấy quen, chồng như này thấy quen. Xong cái cô này có gặp những đứa có hỏi: dạ thưa thầy, con bây giờ gì, bây giờ thầy chỉ con cách nào để mà chồng con ổng sửa đổi tính tình của ổng lại. Những đứa nói chỉ con cách đặc biệt nhất luôn: cô hãy sống vui đi. Cô mới chuyển người khác hoài mà tại sao cô không biết cô đang buồn? Mà người khác á, là do vì cô buồn nên họ đi tìm cái vui. Nên những đức chỉ cô là chỉ ngay cái nguồn gốc là bản thân cô vui đi, đúng không? Vì ai cũng thích gặp người vui chứ á. Mà do cô buồn nên người ta chán cô. Nếu bây giờ mà cô vui thì tự nhiên không cần phải chuyển người ta, mà người ta đã theo cô là cô đã chuyển người ta rồi. Rõ ràng chưa? Thì bây giờ quý vị coi, thí dụ như bây giờ những đức qua đạo tràng ba thì các cụ mới gặp những đức là bà vui thiệt vui. Như hồi nãy những đức gặp một anh em xuất gia, anh em nói một câu: bây giờ thầy sống vui phải rồi. Thầy bây giờ thí dụ như thầy qua điểm đạo tràng nào, có nghĩa là không cần phải sắp xếp. Ví dụ như người ta một vị nào đó, là người ta sắp xếp ngày đó có người đó đến, rồi người này nhóm đạo tràng phải ra đứng để đợi, để rước. Còn thầy bây giờ thầy kêu người ta đừng có đứng rước đi chăng nữa, người ta cũng ra, người ta chào đón thầy. Tại vì sao? Vì cái tâm thầy dành cho người ta, cái nhân cái quả phù hợp. Ông nói một câu vậy đó, thầy lo cho người ta nên cái nhân cái quả phù hợp. Nên nghe những câu này mà những người mà chưa hiểu Phật pháp nên nghe.
Tại vì sao? Cứ nói rằng á, quý thầy bây giờ tu giống như minh tinh, vậy đâu có dễ. Đâu phải thầy nào cũng minh tinh đâu. Phải lo cho người ta, phải quan tâm người ta, phải giúp cho người ta cởi mở tâm tư. Rồi tự nhiên người ta quý trọng mình quá nên người ta gặp mình, người ta chào đón. Gặp mình, người ta chào đón. Chứ đâu phải là đi tu mà muốn được vậy là được đâu quý vị. Có những người mình ngồi ngay cái xó nào không ai để quý ý quan tâm mình luôn. Dù mình có diễn bao nhiêu cách người ta cũng không đến luôn. Nhưng mà những vị thầy mà được người ta chào đón, người ta mừng rỡ, người ta vui, ta gặp mà ta mà người ta thiệt là vui, là vị thầy đó nhất định phải làm một cái điều gì đó đến với người ta. Đúng quý vị. Phải làm một cái điều gì đến với người ta rồi người ta mới thấy quý trọng, thương yêu. Như bản thân mình thôi, bản thân mình phải đến với người ta làm sao. Ví dụ như hôm qua Như Đức gặp với cô đó, Như Đức nói bây giờ cô muốn chuyển chồng cô chuyển cô. Với thêm một cái nữa, cô hãy suy nghĩ rằng có khi chồng cô đi ra ngoài đi làm, ổng bị áp lực. Hỏi chồng của cô làm gì, là làm việc nhà nước, trên thành phố cũng có chức phận. Mình nghĩ là có chức phận, nhìn người phụ nữ này, chồng chắc chắn cũng phải có tầng cấp xã hội. Cô nói một câu, chồng có nói một câu gì? Anh hoàn toàn tiền bạc, gia đình, nhà cửa, xe cộ, anh đã lo hết rồi. Đối với gia đình và bản thân của em còn đòi hỏi gì nữa? Bản thân em là người hạnh phúc nhất, không biết bao nhiêu người phụ nữ không được như em. Nhà cửa, giàu sang, của cải, xe cộ, tiền bạc em cần như thế nào có, đáp ứng đầy đủ cho em hết rồi. Em đừng có hỏi đến chuyện gì của anh hết. Nên em chỉ cần lau nhà sạch sẽ, lo cho con cái, chở con đi học. Còn tất cả những gì chuyện của anh là chuyện lớn, chuyện em là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ này mà còn phải anh phải hỏi tới nè. Em hãy giải quyết hết chuyện đó, đừng có hỏi đến chuyện của anh. Anh làm gì tự anh biết. Còn em như vậy là quá hạnh phúc rồi đó. Bao nhiêu người đã có cái nghĩ sai lầm này, cực kỳ sai lầm. Không phải họ sai lầm mà là họ không hiểu. Họ không hiểu đâu. Rất là nhiều người làm việc lớn của chúng ta đã cho tất cả những việc trong một gia đình là một việc rất nhỏ. Sai lầm, cực kỳ sai lầm. Vì quý vị biết rằng là vật chất của cải nó phải đặt vào hạnh phúc. Hạnh phúc đã mất, của cải bằng không. Hạnh phúc đã mất thì tiền bạc sẽ lạc lõng. Giải thích câu lạc lõng như vị nghe nè. Hạnh phúc đã mất thì anh sẽ dùng tiền đi ăn chơi, tiền bạc lạc lõng. Và anh đi ra ngoài sẽ tìm chăn hoa, lạc lõng ở đó. Vì anh không gầy dựng hạnh phúc của một gia đình. Đừng bao giờ chúng ta cho rằng chúng ta là người làm việc lớn. Chuyện của một người bên cạnh mình là một người vợ, lo cho con, giặt bộ đồ, lau nhà. Và chúng ta trở về nhà, chúng ta nằm đó, ngồi đó, và chúng ta đang coi sổ sách, chúng ta đang tính những cái chuyện ngày mai để việc đại sự. Còn cái chuyện một buổi cơm, chuyện lau cái nhà, chuyện giặt bộ đồ, chuyện chăm con, đây là chuyện đàn bà con nít. Sai hoàn toàn, cực kỳ sai. Chúng ta dù là đi ra bên ngoài làm được những chuyện kiếm tiền bạc rất nhiều và có thể lo cho một gia đình có vật chất đem về, nhưng chúng ta nên suy nghĩ đến cái cảm xúc của vợ mình ở nhà. Vì chính họ là người sanh ra cái cảm xúc cho chính mình. Tại vì thật sự mà nói, chúng ta có đi ngoài, ra ngoài tìm bao nhiêu đó hoa đi chăng, thì chúng ta phải trở về đó hoa của nhà mình. Nên chúng ta phải cực kỳ khéo léo chăm sóc cái đó hoa của nhà mình. Để khi mình trở về, tại vì mình đi đâu đêm hôm phi phật vẫn trở về. Chúng ta trở về chúng ta thấy gia đình mình có những hương thơm ngào ngạt. Nếu không chúng ta trở về nhà mình thấy nó quá lạnh lẽo, chúng ta cảm thấy mình không muốn ở căn nhà này nữa. Khi đó không muốn ở căn nhà này nữa thì sự thành đạt về vật chất của chúng ta đổ đi đâu bây giờ? Phải lạc lõng không? Nó lạc đi tầm bậy hết chứ quý vị. Nên tất cả những người làm việc lớn
Đừng cho rằng một việc gia đình là chuyện nhỏ. Khi con cái mình đã đi vào hư hỏng và dùng tiền bạc đi vào con đường tù tội, thì quý vị coi chúng ta có thành đạt sự nghiệp gì khi con mình như vậy. Hoặc vợ mình buồn quá, vợ mình nó có thằng khác, thì tất cả sự thành đạt của chúng ta có nói lên gì khi vợ ông còn bỏ ông? Ông thành đạt như vậy, tại sao vợ ông lại bỏ? Đó. Nên cô này cô hỏi như Đức Nhân Đức nói một câu rằng: cô à, có khi cô phải suy nghĩ cho chồng cô, ông bị áp lực vì công chuyện. Làm việc mà đâu có đơn giản. Mình làm được người ta cũng tranh cạnh mình dữ lắm, phải tìm mọi cách để giữ được chiếc ghế của chính mình. Đó cũng là một cái điều nặng đỏ dữ lắm. Nó nhiều cái áp lực không giỡn. Mình là người phụ nữ, cô nên tập cô có niềm vui. Cô đừng bao giờ cho rằng năm nay cô 32 tuổi có hai đứa con. Cô đã lớn rồi. Cô không phải là cái tuổi của ngày xưa khi mới yêu nhau. Cô thất bại quá. Có khi người đàn ông mà người ta đi làm mệt về, mình chào người ta, mình cười một cái, mình vui một cái, mình làm kiểu cách của mình, làm như là một người trẻ chung một chút, tự nhiên cảm thấy chồng về nhà cảm thấy nó vui vẻ, nó cảm thấy nó có một cái gì thay đổi không khí, thấy về nhà một cái là thấy nó nhẹ nhàng. Mà cô không có niềm vui thì sao cô làm được điều này? Xong cô nói: cái này con phải tập thì ơi. Bây giờ con về nhà là khi mà chồng con đi làm về, con thấy chồng con ổng nặng nề quá, mặt ổng đóng mà ổng nặng quá. Bây giờ con muốn vui con cũng không có bắt nguồn được. Nhưng Đức nói tại vì cô thiếu năng lượng. Chứ nếu như một con người mà đầy đủ năng lượng, họ sẽ trang trải cho mọi lúc mọi nơi được. Thiếu năng lượng quá. Hỏi hồi đó giờ cô có nghe giảng pháp không? Nói dạ có. Cô nghe như Đức ít. Cô mới nghe đây thôi. Cái cô đi chung cô nghe nhiều phải không? Cô này dẫn cô này đi. Nói, dạ con dẫn cô này đi. Cô có nghe pháp không? Dạ có. Cô nghe một vị thầy bên Mỹ nổi tiếng đó. À, nên từ nơi đó những Đức nói nghe ai cũng tốt, nhưng mà cô nên để ý những bài pháp ngày Chủ Nhật những Đức giảng. Tại vì sao? Vì những Đức nói mạnh vào cái trọng tâm của gia đình. Và những Đức là một người đi tu trễ, nên cái cuộc sống xã hội những Đức đã trải qua thời gian rất nhiều. Trải qua rất nhiều. Nên văn tự mà truyền tải của những Đức nó rất xác thực trong cuộc sống. Nó cực kỳ xác thực trong cuộc sống. Nếu ai mà nghe những Đức chia sẻ Phật pháp mà chịu để ý một chút thôi, vì sẽ có được cái sự gặt hái cực kỳ lớn. Gặt hái cực kỳ lớn. Tại vì sao? Cái cách chia sẻ Phật pháp của những Đức là những Đức đem cái văn tự của xã hội để đắp vào Phật pháp, và những Đức lấy cái tư tưởng của Phật pháp để hóa giải những cái rắc rối. Cách chia sẻ của những Đức là gì đó, chứ không phải là những Đức lấy cái lý giải của kinh giáo để giải ra, mà những Đức lấy cái tư tưởng của xã hội, cái sự rắc rối của xã hội những Đức đắp vào, rồi những Đức mới lấy Phật pháp những Đức giải nó. Nên người ta nghe nếu mà để ý thì thấy nó là có sự xác thực cực kỳ cao. Còn nếu người nghe mà theo cái cách giảng thuyết bình thường á, như từ xưa tới nay, thì người ta sẽ thấy những Đức giảng rất thô. Ông thầy này giảng những văn tự sao thế gian quá, rất là thế gian. Và mình hãy ngồi nghĩ lại, thế gian đã làm mình khổ, tại sao không lấy thế gian để hóa giải? Đúng không? Thế gian đã làm mình khổ mà, tại sao mình không lấy văn tự thế gian để giải thế gian? Nên quý vị nếu mà suy nghĩ kỹ, những Đức tin chắc ai mà nghe những Đức giảng pháp mà hiểu nha, quý vị là người nói chuyện rất thông tình đạt lý. Rất là thông tình đạt lý. Như Đức nói với hai cô, như Đức nói hai cô cũng có trí thức đó. Cô chắc chắn cũng làm việc nhà nước. Cô chắc chắn chồng cô vậy, cô phải có trí thức, có học thức lắm. Đều là đại học ra trường hết. Không phải tầm thường. Đó. Toàn là văn từ xưa giờ gốc thành phố không. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bị nặng nề, vẫn không thoát được. Như bản thân Nhân Đức chỉ học lớp 3 thôi. Bây giờ Nhân Đức có nói chuyện với người thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu đã nói chuyện Nhân Đức thì Nhân Đức nói chuyện với họ. Nhân Đức không cần thiết gì đến cái chuyện là bản thân Nhân Đức cảm thấy mình phải lép hơn họ. Bản thân mình phải đua xui xúc họ, không có cái chuyện đó đâu. Họ nói chuyện Nhân Đức thì họ nói Nhân Đức nghe. Có những cái Nhân Đức biết thì Nhân Đức sẽ nói họ phải nghe.
Trong cuộc đời của người chúng ta, quý vị à, có những cái chúng ta đừng để mình phải bị lép quá. Ví dụ như mình là chồng là vợ gì cũng vậy chứ, mình đừng nên để cho mình phải bị héo hon quá. Thật sự, cả mình làm chồng gì nữa, mình lo lam lũ cực khổ quá, rồi mình lo cho một gia đình quá, rồi giết bản thân mình, bê bối bản thân mình luôn. Còn vợ mình nó có thời gian rảnh nên nó ăn diện, rồi nó bảo mua đồ đạc, rồi mình đem làm cực, mình đem tiền về, nhiều đứa vợ á nó thích mua đồ đạc, nó ăn diện dữ lắm. Rồi mình thì giết từ từ, mình bèo nhèo mình giết, rồi tự nhiên bản thân của mình đi chu cấp cho cái sắc đẹp đó. Rồi lâu ngày cái sắc đẹp nó mới nhìn ngược lại mình, nó nói mình như vậy mà chồng mình như vậy, rồi nó mới nhìn người đàn ông khác sái sủa. Mà gặp người đàn ông khác lại là người đàn ông không phải là gia đình như mình, mà người đàn ông khác là người đàn ông nó cũng biết bóng bẩy để lấy lòng phụ nữ, thì vợ mình chết vì người đàn ông đó liền. Thấy chưa? Cuối cùng bản thân mình cực khổ, đem vật chất tạo nghiệp trước buồn phiền nặng nề đi đổ vô cái thùng không đáy. Nên bản thân mình cực thì cực, nhưng phải có những giây phút bản thân mình phải có một bộ đồ gì đó, có một mái tóc gì đó, có một chai nước hoa gì đó. Bản thân mình phải biết trao chuốt mình một chút. Để làm chi? Để bản thân của mình tự nhiên đối với họ, bản thân mình không phải quá thấp kém hơn họ. Vợ chồng là vợ chồng, nhưng cái xã hội bây giờ họ nhìn ngó. Quý vị nói đã vợ chồng thương nhau rồi, sống với nhau có con cái rồi mà nghĩ cái chuyện đó. Không phải như quý vị nghĩ đâu. Họ sẽ ra ngoài họ có rất nhiều cái họ nhìn ngó. Phải chi mà ở trong rừng rú tối ngày quanh năm trong nhà thì họ không biết nhìn ngó. Nhưng họ bước đi ra ngoài họ sẽ biết nhìn ngó. Mà đã là họ nhìn ngó thì họ đi so sánh. Mà họ đi so sánh thì họ lại quên đi mình là người cực khổ để tạo ra cho họ được gì. Họ chỉ biết nhìn con người khác bóng bẩy hơn mình. Thất bại đó. Nên nhớ kỹ. Ví dụ như giờ Nhận Đức quý vị coi, bây giờ cái việc làm Nhận Đức ai hiểu không hiểu kệ người ta, bản thân Nhận Đức mỗi ngày không có đi đâu cả, quanh năm suốt tháng ở chùa khóc. Rồi bây giờ buổi chiều khỏi không ăn cơm nó, cho nên nó nhẹ bụng lại một chút, cái cơ hội lại Quan Âm có thời gian lâu. Càng mập nó càng yếu lại nghe. Để ý vậy đó. Nên buổi chiều khỏi ăn nhẹ cái bụng lại. Chứ hổm giờ mấy tuần xuống 1 ký. Nên từ nơi đó thì vị biết rằng là bản thân những đức mỗi ngày chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Có nhiều người nói mấy ông thầy đi đâu cũng có xe hơi đồ đi không, thế ghê. Họ nói kệ họ, bản thân những đức làm gì bản thân tự mình biết. Đúng không? Từ bên kia chạy qua chạy lại ngày 3-4 lần, chạy lang thang ngoài đường, qua đây cái mặt bơ chạy vô giảng cho vị nghe. Có khi cho vị biết từ bên kia mà Nhân Đức ngồi xe qua tới bên đây mà Nhân Đức phải bật cái ghế thấp xuống, Nhân Đức phải nằm nghỉ từ bên đó qua đây để họp. Công việc Nhân Đức nhiều mà đến mức mà lên xe phải nghỉ ngơi để mà niệm Phật từ bên đó qua đây rồi lên họp sắp xếp công chuyện. Chứ đừng có nói mà kêu Nhân Đức chạy xe ông đa lang thang ngoài đường giết, mà có ngày nó đụng đầu vô xe hàng mà chết. Làm việc đầu óc nhiều đến mức vậy đó quý vị. Có khi mà từ sáng làm việc cho tới trưa luôn 10 tiếng đồng hồ không có ngồi được chút nghỉ. Làm hoài luôn, làm hoài luôn. Công việc khép luôn. Nên những đức mà khi chủ nhật mà đi 3-4 nhóm họp, quý vị biết rằng đó, là dù từ 5 giờ đi đến đây, ví dụ như từ bên kia qua đây phải đúng 5 giờ, từ 5 giờ tới 6 giờ, từ 6 giờ họp nhóm này, rồi tới 7 giờ, từ 7 giờ gặp nhóm này tới 8 giờ. Thời gian đi ngoài đường đó mà phải sắp ra thời gian y rang gì luôn, không dễ một chút nào chứ. Còn khi đi qua bên đây mà họp thứ tư, gặp mấy cô bên đậu tràng 3 sắp xếp công chuyện một tiếng, gặp mấy chú đúng 7:20 phải về, từ 7:20 về tới bên kia thì bắt đầu là nó đi vào cái thời gian gần 8 giờ, 8 giờ gặp nhóm bên kia, thấy không? Đi thời gian vậy đó. Nó mình lên xe khi mình còn phải nằm nghỉ một chút niệm Phật. Còn nếu như tự chạy xe là phải vừa chạy xe vừa phải thư giãn đầu óc bằng cách niệm Phật. Làm việc đến mức vậy đó, ai biết cho mình. Nên họ chỉ biết nhìn sự việc của người ta thôi, mà họ không biết được người ta làm đến mức gì. 2000 con người đâu có đơn giản quý vị. 2000 con người đâu có đơn giản.
Thêm cái nữa, cái nếu mà nói rõ ra, xây chùa cũng là một cái áp lực về vật chất. Bây giờ vì con ngôi chùa này xây xong phải chuẩn bị 12 cái thang máy đó anh Viện. 6 dãy nhà 2 cái thang máy. Nhà 4 tầng không thang máy sao các cụ đi đây? Vì suy nghĩ đi. Như cái nhà 4 tầng này mà không có thang máy thì cứ như chịu chết đi. Người đi tu bây giờ đa phần người lớn tuổi. Người trẻ có được bao nhiêu người trẻ? Mà cả người trẻ tuổi mà đi lên cái nhà 4 tầng mỗi ngày cũng sợ. Cái đường đi và cái nhà không có đơn giản quý vị. Cái nhà nó đi gì nè? Còn cái đường đi thì nó đi bình thường. Còn cái nhà nó đi gì nè quý vị? Nhưng Đức nói với quý vị đi thang mà từ nhà 4 tầng đi xuống quý vị phải đi cẩn thận. Dù mình trẻ đó, đừng có vội vàng đi tùy tiện. Nó mà té mình không có đỡ được đâu quý vị. Vì nó nhủi không à. Có cái cô mà trong đạo tràng ba, tính anh là một năm nay đó, cái lần cổ té bắt ốc vô chân đó. Một năm nay mới đi tháo ốc 6 triệu mấy gì đó, đi tháo ra đó. Quý vị coi chùa chiền, cuộc sống con người thấy chứ. Gặp như quý vị ở ngoài đời, vì đi làm cho ta bị té cái đó, quý vị phải chịu một năm nay thì sao? Vì sẽ nằm sao, vì làm sao đây? Vậy mà mình té như vậy, mình ở trong chùa hoàn toàn mà thoải mái, lo lắng rồi đi niệm Phật đồ, không cần làm một cái gì chứ. Rồi tới ngày giờ đi tháo ốc ra. Quý vị biết giữa tình thương giữa con người đến con người vậy còn gì nữa quý vị? Đó. Chúng ta có rất nhiều cái bệnh trong cuộc đời này mà chúng ta phải cần giải thích. Vì sao? Có rất nhiều chúng ta bị một cái bệnh là trách nhiệm của ông. Bậy, sai nữa rồi. Tôi là người đang tạo duyên phước cho tôi, đừng bao giờ đẩy cho tôi đó là trách nhiệm của tôi. Nếu đẩy ra đó là trách nhiệm của tôi thì mình không biết cảm ơn người ta giúp mình. Nhiều lắm quý vị ơi, cả trong chùa luôn, rất là nhiều. Nhiều là cái gì? Trách nhiệm của ông mà. Vậy tại sao chúng ta không nói trách nhiệm của con mình? Đó. Sao chúng ta không nói trách nhiệm của con? Đó. Từ nơi đó, người ta là người phát tâm tu duyên tu phước. Mình là người được giúp đỡ là mình phải mang tâm cảm ơn. Cái tâm đó của mình nó mới đậu được duyên phước cho chính mình. Đó. Có một bà cụ già bên kia, bà nói với mấy cô chăm bệnh, bà nói một câu nè. Với họ mà tôi vô chùa lâu lâu con tôi cầm tiền đưa cho tôi cúng dường cho thầy. Mấy cô là trách nhiệm của mấy cô là phải nuôi tôi. Mấy cô nói với những đức quay, Đức nói bà cụ, bà năm nay bà 70 mấy tuổi mà bà còn nói chuyện khôn quá vậy. Nói câu này rất là khôn, thấy không? Bà còn biết đến mức gì đó. Những đức khuyên bà cố gắng khôn niệm Phật đó. Đừng có nói người ta đó là trách nhiệm, người ta phải nuôi bà. Vì người ta không lãnh một cắt bạc thì làm gì nói hai chữ trách nhiệm đâu. Người ta là phát thiện nguyện. Thấy không? Còn những đức nhận bà chưa có quy tắc là bà phải đóng bao nhiêu tiền. Còn bà là do gì tiền của bà làm bà để dành. Bà đưa cho những đức làm tượng Phật để tặng cho Phật tử dùm. Bà phải nhớ kỹ điều này. Thấy không? Nói quý vị coi, bây giờ ví dụ như hôm qua những đức quay một cái video đậu chàng 4 xây á. Nó, ví dụ như đa phần ai nghe Phật pháp đều thấy hoan hỷ, vì xác thực đi đến đây bao nhiêu điểm chùa thượng xây, đa phần đều nói người già. Hòa thượng mình nói rõ ràng, tôi mới vừa làm cái chùa ngoài cổng, vừa làm xong hơn 200 người ở à. Hòa thượng nói một câu, có những người ta xây ngôi chùa lên không ai ở, tôi xây ngôi chùa lên tự nhiên xây lên cái là có người ở đây liền, tôi thiệt là mừng. Tính là làm xong cái trước cổng chùa Đại Tùng Lâm là xong rồi thôi nghỉ. Rồi tự nhiên ở đâu nè, cúng dường. Mà miếng đất này hồi đó, cái người này huynh đệ hòa thượng. Mà lúc còn tại thế thì quý hòa thượng, đã cúng dường. Sau này mất đi, ngôi chùa lại nằm ngay cái đoạn đường mà người ta, ngôi chùa ngay cái đoạn đường nó đi ngay cái ngôi chùa. Nhà nước người ta đền bồi cho miếng đất. Mà hòa thượng hồi xưa vị thầy đó còn sống, cái ơn tình hòa thượng nói bây giờ ổng đi mất rồi, nhưng mà nơi thờ cúng gì chùa chiền của ổng nó không có, tội nghiệp cho ổng quá, nên người ta đền bồi miếng đất, hòa thượng mới đứng ra ngày xây lại ngôi chùa cho ổng. Nên hòa thượng nói xây nửa năm mới cố gắng xây cho xong, để tháng 7 tổ chức du lan để tưởng nhớ đến người anh em huynh đệ.
Đó, nên từ nơi đó mà là thượng xây vào ngoài đó nữa. Rồi xong rồi đậu tràng bố. Rồi xong rồi sửa nhà tôn lại. Nhà tôn rất là lớn. Rồi xong sau lưng nhà tôn làm cho nhà vệ sinh, cho lễ với Quan Âm Bồ Tát. Thì hôm qua những đức cũng nói câu, hòa thượng xây không phải hòa thượng kêu những đức quay phim cho bị coi để cúng dường kêu gọi, mà chính bản thân những đức thấy việc này là tốt, những đức đưa lên để mọi người tự phát tâm. Nghe không? Việc này tốt, tôi không có gì, tôi chỉ có cái miệng, nên tôi khói ốc vào cái miệng tôi nói lên để tu duyên tu phước thôi, lợi ích cho chúng sanh. Cái nghĩa là tạo ra bản thân tôi hòa thượng cũng cực, cũng lo lắng. Thì cuối cùng 2 năm sau có ngôi chùa, khắp nơi nơi các cụ già được nơi nương tựa. Nó nên quý vị nhớ rằng là ngày xưa một ông vua nếu ổng sống không đúng, bá gia bá tánh mà chùa vẹo ổng là chết và mất nước, gọi là bá tánh không đồng tình. Nhưng nếu một ông vua mà là anh minh, mà nếu kêu ghiêu chửi mắng ổng là mình chết. Tại vì sao? Vì nó phản xạ quý vị à. Nên hết sức là cẩn thận. Nên những đức phiên những Phật tử nghe những đức chia sẻ Phật pháp nhớ kỹ câu này. Lúc xưa mình nghe một vị thầy nào giảng pháp cũng là ăn tình, sau này mình nghe ai giảng pháp đừng nên phê phán thầy đó. Chuyện của quý thầy để tự quý thầy lý giải, mình làm cư sĩ đừng đụng vào. 100% những người hữu duyên nghe những đức giảng, đây là những đức khuyên vị chân thật đó, vì đụng vô vị không có kết quả gì đâu, chắc chắn quý vị luôn, vị sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Tại vì sao? Thí dụ như lúc trước mình nghe người đó giảng, sau này mình nghe người khác giảng, cái ơn cũng nhờ nghe người đó giảng. Dù cỡ nào cũng có một chút văn tự gì đó mà mình đã học được, nó dẫn dắt mình từ từ mình mới gặp được cái chuyên tu. Thì con người mình phải có cái tâm biết ơn cái người đầu tiên giảng. Biết ơn. Còn cái chuyện của quý thầy là văn tự giảng pháp, nó đều có mặt trái mặt phải trong đó để lý giải. Nó không có cái sự lý giải thì không biết sao mà giảng. Quý vị coi trong kinh giáo Đức Phật cũng phương tiện, nào Đề Bà Đạt Đa, nào có người đó làm ác, nào là cái người đó làm gì, nào là hại Phật. Không lẽ cái đó là Phật kể lễ sao? Mà đó là cái phương tiện. Dùng cái phương tiện đó để lý giải ra cái cuộc sống cho quý vị thấy đó. Nhớ kỹ nghe. Nên mỗi một người giảng pháp đều có cái lợi ích. Không có lợi ích thì sao người ta nghe đông gì? Mặt trái mặt phải nó đều là duyên. Mặt trái mặt phải nó đều là duyên. Bản thân chúng ta là hàng cư sĩ, đừng có đụng vô. Nên nhớ kỹ. Nên tất cả những Phật tử mà nghe những đức giảng mỗi tuần thứ bảy chủ nhật này, nghe nhớ kỹ nè. Tuyệt đối đừng bao giờ đi đến chùa phê phán quý thầy, quý sư cô. Vì duyên phước của họ lớn mình nhiều lắm. Phước họ rất là lớn. Quý vị là người cư sĩ bình thường, bị đi xin ăn thử đi. Tại sao họ đứng đây, ngồi đó, ngày kia, người ta vẫn đưa tiền cho họ? Có khi vị thấy tự nhiên vị tội nghiệp sao? Thấy họ không có tu hành gì đâu, nhưng mà ngộ, nhìn cái là thấy sao á, tự nhiên trong lòng mình thấy tội nghiệp sao á quý vị ơi. Rõ ràng cái hình tướng giống Phật quý vị ơi. Cái hình tướng đó nó đi đến đâu nó gieo, dù là thuận nghịch gì, tán thán hay là phỉ báng gì, nhưng cái hình tướng đó là hình tướng của Phật. À, nó lạ vậy đó. Nên đó, mình không có bằng người ta đâu. Nên nó kệ nhân quả tự xử lý người ta. Nên đây là những đức khuyên những Phật tử ở trong chùa mình nghe giảng pháp nè. Còn những người nào mà thích gì kệ, nhưng mà những đức khuyên vị chân thật, vị nghe lời những đức đi. Quý vị hãy làm vai trò của quý vị đi. Quý vị hãy làm vai trò quý vị cho thật là tốt. Quý vị nghe pháp vị áp dụng trong cuộc đời vị cho tốt đi. Vị sống làm sao? Vị an lạc, vị sống vui, sống tốt đi. Vị làm con hiếu với cha mẹ đàng hoàng đi. Anh em với nhau tùy vào phước duyên, đừng nên giành giật của cải làm cha mẹ đau lòng. Vị làm được điều đó đi. Còn cái chuyện ở trong chốn thiền môn, chuyện đó để cho người xuất gia tự sắp xếp. À, cho quý vị biết, có nhiều người nói thôi thầy, họ không có nghe đâu, mình đi nói chi. Tôi đâu có nói cho họ nghe, tôi nói đa dạng con người được nghe mà. Nếu mà những đức chỉ là cá nhân một người thì tâm những đức nó hẹp hòi quá.
Nhưng Đức cũng có thời gian đâu đi cho một người đó nghe hoài. Nhưng mà bao nhiêu con người được lợi mà. Nên từ nơi đó quý vị à, chúng ta bao nhiêu người đây thôi là cũng quá đầy đủ của cuộc đời chúng ta rồi. Đừng đòi hỏi chi đông quá. Bao nhiêu người đây mỗi tuần nghe mình, mỗi tuần chủ nhật đông như vậy. Nhưng Đức chỉ mong những Phật tử đi về chùa có được cái tâm này. Tin nhân quả đi, tin nhân quả cho thật là sâu sắc. À, dù bao nhiêu con người nói những Đức cái này, cũng có những người những Đức nói những Đức phản thầy, những Đức biết những Đức đang làm gì. Xin thưa quý vị, những Đức nói ví dụ một người thầy có 100 người đệ tử, nhưng một người đệ tử bao nhiêu con người có thể cho rằng người đệ tử đó phản ông thầy đó. Nhưng nếu ông thầy đó ông mắc chùa chiền hết, ông thầy đó te tu thả tơ, cuối cùng lúc đó người đệ tử đó mới xuất hiện. Cái người mà đến với mình lúc mình khổ đau mới là chân thật. Thật sự khi mình thịnh vượng họ không cần thiết đâu, tại vì mình thịnh, mình đầy đủ quá, ai đến thì cứ đến đi. Còn người ta luôn luôn làm vai trò của người ta đó. Thật sự quý vị, nên chúng ta sống trong cuộc đời này, mình đã có tâm giải thoát, mình đã tâm vì người. Thật sự con người ai cũng còn sai, nhưng không ai dạy gì hoàn toàn giấu mình để làm sai. Không ai dạy mình đi ngược lại lương tâm mình. Nếu tòa án lương tâm mình phán xử mình chỗ nào thì mình sẽ gỡ ra chỗ nấy. Vì sao? Vì mình cũng muốn chí cầu sự an lạc, nên không bao giờ mình để cho lương tâm mình bị những sự chối buộc khổ đau đâu. Vì quý vị biết cái tòa án lương tâm nó phán xử mình mạnh lắm. Nếu như mình niệm niệm chỉ có vì mình là tòa án lương tâm mình sẽ phản lại lời nói của mình, bản thân chúng ta sẽ không có sự an lạc đâu quý vị à. Không có sự an lạc đâu. Đó. Nên mình mỗi ngày tu học làm sao mà quý vị càng tu học càng có sự an lạc, càng tu học càng có sự vui vẻ. Đó là phước báo trong cái thuận nghịch. Vì con người chúng ta Phật dạy lấy khổ làm thầy, mà khổ làm thầy đấy không phải là chúng ta lao vào khổ. Bảy, học Phật phải hiểu nguyên lý này. Có nhiều người không hiểu, họ nói rằng là lấy khổ làm thầy là mình phải khổ kìa. Quý vị ơi, một con chó mà nó còn muốn nó được thương yêu kìa, chứ không chỉ là một con người có khối óc. Quý vị coi, quý vị hỏi con chó nó có thích ăn đồ ăn ngon không, nó có thích được bặn đồ, nó có thích được vuốt ve không, chứ không chỉ là một con người. Quý vị hãy suy nghĩ, đó là loài súc sanh mà nó còn được mong được thương yêu, được vuốt ve, được chiều chuộng, được tắm rửa sạch sẽ. Không có cái nguyên lý mà con người tu hành phải khổ đâu quý vị à. Mà Đức Phật muốn dạy mình bằng cái cách gì? Lấy khổ làm thầy là gì? Bạn ở trong cái khổ mà bạn không khổ là bạn làm thầy khổ. Bạn ở trong cái niềm vui, bạn không bị vui buộc ràng, bạn làm thầy vui. Bạn ở trong tiền bạc, bạn vượt qua mặt tiền bạc, bạn làm thầy của tiền bạc. Bạn ở trong danh lợi, bạn vượt qua danh lợi, bạn làm thầy của danh lợi, thì bạn là người đứng trên danh lợi. Hiểu chưa? Chứ làm gì Phật Pháp đi kêu quý vị đi khổ. Kêu quý vị đi khổ làm cái gì? Nên quý vị đừng bao giờ hiểu lầm lời của Phật dạy. Phật luôn luôn muốn người ta an vui hạnh phúc. Quý vị coi Đức Phật đã thể hiện 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật không chứng quả. Nếu như Đức Phật chứng quả trong 6 năm khổ hạnh thì con người ta về sau sẽ như thế nào đấy? Nên Đức Phật không thể hiện 6 năm khổ hạnh mà chứng quả. Cuối cùng Đức Phật phải buông cái pháp tu khổ hạnh mà không bỏ khổ hạnh. Vì sao? Vì sao không bỏ khổ hạnh? Vì trong cái khổ mà mình vượt lên chính mình, trong cái khổ mà mình vẫn phấn đấu để tu giải thoát, đó là đúng. Chứ không phải là kêu bị khổ à. Nguyên lý bị phải hiểu. Nên Đức Phật không có thể hiện 6 năm khổ hạnh mà chứng quả. Rồi cuối cùng Đức Phật phải dùng bát sữa, Đức Phật phải trở lại chúng đạo, Đức Phật phải bận đồ sạch sẽ, Đức Phật phải hiện tướng đàng hoàng, rồi lúc đó Đức Phật mới chứng quả. Hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ cái câu lấy khổ làm thầy. Nên có người ta không hiểu được nguyên lý này. Người ta cho rằng người tu hành là phải khổ. Quý vị coi Hòa Thượng Tịnh không, ngày đi tu ngày thông tình đạt lý, thông kinh thông giáo như vậy. Vì sao với tuổi 70 mấy 80 mấy Hòa Thượng bận những bộ áo bộ đồ, và Hòa Thượng Tịnh không là có một cái số người mỗi ngày khi Hòa Thượng Tịnh không khai giảng, nào là quấn khăn, nào là đắp y,
Nào là từng mỗi bộ đồ là có một cái giống như là ai kiếp để mà lo cho ngài đó. Vì sao những đức biết? Chính những đức là người giảng pháp, bản thân những đức phải cá nhân mình không có được gọn ghẽ nè, mà những đức còn phải tự ủi cái áo, phải tự làm cái cổ áo là những đức làm, trong khi những đức thấy hòa thượng không là cái khăn của ngài xếp rất đẹp, là có người làm cho ngài đó quý vị. Đó, khi ngài đi đến nơi nào giảng là sẽ có một bộ đồ sao làm sao, dù ngài lớn tuổi với tuổi 80 mấy vẫn là những bộ trang phục rất đẹp. Không lẽ như vậy là không phải người chân tu sao? Suy nghĩ đi. Bước ra mọi người ai cũng thấy quý mến vì sạch sẽ gọn ghẽ đàng hoàng, vẫn có một nhân viên độ sanh như vậy. Thì mỗi người vì có cách độ sanh quý vị tỷ vị, nhưng mà chính những bậc cao tăng của thế giới đã làm ra những hình tướng cho quý vị thấy. Đó. Hãy nhìn nhận sâu sắc trong thời mạt pháp này đi, quý vị sẽ biết liền. Nhớ kỹ, phước báo xác thực cho nhân sinh mới tồn tại trong cõi đời này có thời gian. Những việc lạ lùng, những việc không bình thường, một thời gian có một thế lực nuôi mình đó. Để chi? Đến lúc cơ hội đến, quý vị sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ có phước đức thôi. Phước đức và việc làm quý vị phải niệm niệm gì người 100% phải xác thực thì mới tồn tại. Giống như cách đây thời gian cũng khá lâu, có một vị này tu thiền, ông ẩn cư trong gốc cây rất nhiều tháng, ông không ăn một miếng cơm nước nào hết. Mọi người phải khung lại một cái khu đó cho ông, và người ta đến lễ lại ông như Phật. Sau này bùng lên cái tự nhiên mang một cái tội gì đó bỏ vô tù. Kinh không? Cách đây có một thời gian báo đăng lên người nước ngoài mà thiền định thời gian cực kỳ lâu luôn, không ăn cơm nước gì hết, và ngồi trong đó hoài, im gu hoài luôn, đạt tới cái trình độ gì luôn đó quý vị. Mà tự nhiên một khoảng thời gian sau đùng lên cái bị mang của cái tội gì đó bỏ tù luôn. Thấy không? Nó có nghĩa là cái thời mạt pháp này là phải gì? Hòa nhập giống cộng đồng. Được sao? Nó cái này là cái góc độ hành đạo trong cái thời cuộc này phải hiểu. Cho quý vị biết, quý vị mà chỉ cần thông minh một chút thì quý vị cũng nhìn ra nữa. Giờ cư sĩ tại gia thôi, rủ 20-30 người lỡ tu thôi, có người đến hỏi thăm sức khỏe vị. Không chi vị kéo ngoài đường nguyên một nhóm người đông y ì mà không ai hỏi thăm quý vị, vị cũng hiểu ra. Hiểu chưa? Trong cái thời cuộc này mà đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước rất là chủ trương về cái việc thống nhất, không có nhiều đảng phái lạng hoạt, đất nước chúng ta rất bình yên là nhờ đất nước chúng ta cai trị tốt, quản lý tốt. Hãy nhớ kỹ, giáo hội là có giáo hội quản lý đàng hoàng, mà trên giáo hội là nhà nước chúng ta quản lý, nên nó có quy tắc rất rõ ràng. Không thể nào để cho một người nào mà kéo bè kéo phái bằng một cách tùy tiện. Chùa chiên là phải có về mặt tôn giáo quản lý. Anh làm, anh tổ chức lễ lọc, chùa mình tổ chức lễ lọc phải báo cho nhà nước biết. Và mỗi năm tổ chức người ta rất tin tưởng vào thượng mình. Đây là một nơi tôn giáo đàng hoàng rõ ràng, được nhà nước quản lý, làm đàng hoàng, làm đúng, nên được tin tưởng cho phép. Hiểu chưa? Nên mình đừng có tùy tiện, tại vì cái sự tín ngưỡng của mình phải có góc độ sáng suốt. Không thể nào về đất nước chúng ta không bao giờ cho phép quý vị, và xã hội bây giờ dù bất cứ quốc gia nào cũng không cho phép quý vị là quý vị có sự tín ngưỡng mà không có địa điểm. Quý vị hãy chơi xét. Nên quý vị chỉ cần có góc độ một chút thôi thì quý vị sẽ biết rằng sự tồn tại là phải khéo léo. Khéo léo bằng cách gì? Khi mình dùng mọi cách để phát tiếng tâm, đã có tiếng tâm phải kiếm một nơi an định. Một nơi an định. Thí dụ những đức làm cái cách gì có tiếng tâm mà những đức chưa có chỗ an định. Trí tuệ nhất của những đức là gì? Bây giờ những đức đi đến chùa nào chùa đó cũng thịnh, nên người ta sẽ thích những đức đến chùa đó. Những đức sẽ đến đó để hành đạo.
đến ở đó và có một cái y chỉ sư để bảo vệ cho mình. Rồi bản thân của mình đã có nhân duyên, Phật tử biết mình đông quá nên mình đăng tòa thuyết pháp để độ sanh, thì về sau mới tồn tại. Về sau mới tồn tại. Còn nếu như bây giờ chúng ta cứ đi hoài, chúng ta không biết đi về đâu, chúng ta không biết đi về đâu cả. Nhưng Đức nhìn thấy mà ngồi ngoài mưa đồ, mình thấy rất là thương, thấy rất là tội nghiệp. Thật sự mình rất là thương quý vị, nhìn rất là thương. Nhưng mà trong cái cuộc đời này không bao giờ lâu dài. Vì sao? Không làm được điều đó. Dù làm được nhưng người ta sẽ không để cho mình làm lâu dài. Vì sao quý vị? Ăn cơm ngoài mưa, mưa chầm chề, mưa ướt nhem hết. Ngồi ngoài mưa, xung quanh Phật tử ướt mình mẩy để lễ lại. Mình nhìn thật sự cảm động vô cùng mà rất là thương tâm. Nhưng sẽ không lâu dài. Sẽ không thể nào lâu dài được. Đó. Thật sự mà nói quý vị, mà nếu có góc độ một chút thôi, quý vị sẽ hiểu ra liền quý vị à. Bây giờ một gia đình thôi mà chỉ có 20-30 người đến tu thôi, là người ta đến ta hỏi tại sao ông tổ chức đông người, nhiều đậu tràng mà. Nói những đức nó, thầy ơi khó lắm thầy ơi, chúng con niệm Phật mà tập trung 30-40 người là người ta đến người ta hỏi thăm vì sao không lợi chùa chiền, tại sao lập nhóm nhóm kỳ cục quy, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu quý vị. Không, mà đó là điều rất tốt, tốt để quản lý nhân dân cho đàng hoàng. Nước chúng ta, đất nước chúng ta không có những cái chuyện kéo bộ tình tầm bậy tầm bạ. Nước ngoài tối ngày nó đụng lên cái là nó đi liễn đá liễn đất tùm lum tùm la. Đất nước chúng ta quý vị thấy không, bình yên không? Chúng ta sống một cái quốc gia gì là mình cũng có phước lắm đó quý vị, có phước lắm. Nên bản thân của mình học đạo mình không dám làm việc lạ. Ví dụ như bây giờ những đức cái niệm Phật cho đức ngủ gặt vài cái nó thì nó ngủ kệ nó đi, nó ngủ thì nó niệm Phật, ai thích thích thôi, chuyện đó cũng không có vấn đề gì quá đáng. Vì niệm Phật nó ngủ gặt vài cái thì tôi ngủ tôi niệm Phật, ông ngon ông ngủ ông niệm Phật đi, tôi ngủ mà tôi niệm Phật được, ông ngủ mất tiêu. Hiểu chưa? Nó thương thì thương cả lối đi quý vị à. Mà đã ghét rồi là ghét cả tôn ti họ hàng. Mình quý vị mà thương rồi, cộng lông quý vị cũng thương. Những đức nói thiệt bây giờ, những đức mà để cộng tóc dài dài, những đức bứt ra, những đức đưa cho một cô nào đem dễ dữ. Nó thiệt, tại vì sao? Nó để cộng tóc của thầy. Nhưng mà những đức nói với vị nghe chứ, nó đã ghét rồi, nguyên cái mặt bây giờ nó cũng ghét nữa. Nên từ nơi đó mà mình thương là thương hết á, còn ghét là ghét hết thôi. Trong cái cuộc đời nó phải gì? Nên trong thuận và nghịch phải giữ được tâm bình thản. Trong thuận và nghịch phải giữ được tâm bình thản. Nên quý vị là người nghe gì rồi á, về nhà trong hoàn cảnh tu hành thuận và nghịch, cố gắng giữ cái tâm bình thản. Nhớ, cười vui lên mới giải tỏa được cái việc ở trong gia đình mình. Quý vị vui, quý vị mới giải quyết được cái chuyện gia đình quý vị. Mà quý vị mà vui vẻ, chồng quý vị càng thương quý vị nhiều. Nó thương mình nhiều. Tại vì như bản thân những đức á, mà nếu rằng á, mà kêu những đức chọn lựa đó, quý vị biết bây giờ, thôi bây giờ khỏi nói cái chuyện ở đâu xa, chùa mình đi, người nào mà vui vẻ là những đức thích nói chuyện người đó nhiều à, thích gần gũi người đó. Người nào mà vui vẻ là những đức thích gần gũi người đó. Còn người nào mà những đức gần gũi mà họ buồn, họ nặng nề, những đức không có gần gũi họ. Tại vì nó cũng bị ảnh hưởng quý vị. Chứ họ buồn quá, mình nói họ không biết nói cái gì nữa. Ví dụ như người ta đi, người ta vui đi, mình chọc người ta cái người ta cười thì mình sẽ thích chọc người ta. Còn bây giờ mình chọc người ta mà cái mặt người ta ăn đóng như cái mền, chọc hoài mà như cái mền nó cảm thấy mất hứng quý vị. Rồi nói không nổi được gì nữa tiếng á. Ví dụ như bây giờ đi, ông chồng đi, mình ông đi làm về đi, mình gặp ông kêu hô ha, ông nói ô bà này bà khùng cái gì, tôi làm mệt vậy nghe, lao cũng mình đi bỏ đi chỗ khác rồi. Chứ mình muốn chồng cho ông vui, tự nhiên ông đi làm về, ông vừa mở cửa rồi mình đứng ở trong cửa, ông bước ra hô ha, dạ khùng ha, tôi lao bất xế. Học Phật cái bộ điên hay sao mà mày thấy phải bởi vì đứng cơ lên không? Nếu mà có những người mình yếu bóng vía, mình ra phía sau mình ngồi mình khóc luôn. Tại mình niệm mình gì người ta mà bây giờ tự nhiên mình chọc người ta chửi mình vậy nè. Cái tuổi thăng ghê. Đó, vị coi á.
Chứ gặp người ta mà mình hô hà, người ta làm hà thì hai chồng vui với mấy quý vị. Tự nhiên hai chồng hạnh phúc gì đâu, tự nhiên vợ hô hà, chồng hà, thấy chưa? Thì thấy vui cỡ nào chưa? Mình tự nhiên bản thân họ nó không có năng lượng, nó hết năng lượng rồi, như cái đèn nó sẽ tắt đó, tắt tắt điện rồi, không còn ánh sáng nữa. Mình hô hà này vô gì gì đâu, làm hết hồn à, chứ làm gì mệt chết luôn, mà gặp khùng quá trợn gì đâu. Tao bực bội nãy giờ trong cái sở làm nãy giờ đó nghe, về luôn gặp mình nó có ngày đó nghe, hô hà hà á, mổ mày cái mày chết bây giờ hô hà. Quê quý vị, quê xanh mày xanh mặt luôn á. Từ đó sao đâu có dám nữa đâu. Nên á, mình làm vợ làm chồng á, mình phải có những cái giây phút mà như là lúc cái thời mới yêu á. Người ta hô hà được thì mình hà lại, đúng không anh Việt? Ta hà mình hà lại chứ sao, kệ miễn vui thôi. Tự nhiên làm gì mà nặng nề nhau dữ vậy? Nó dù cho cái công sở mình làm gì nặng nề, nhưng mà xong rồi mình bỏ nó ra sau lưng đi, mình về tới nhà mình mang bộ mặt làm sao để cho gia đình mình, vợ con mình, chồng con mình ai cũng thấy nhẹ nhàng chứ. Mình đừng có đi đến đâu mình đem bộ mặt cho người ta nặng nề. Nếu những đức mà cái gánh nặng này mà đi qua đạo tràng ba mà cũng vậy, đi qua đại lâm cũng vậy, đi về hộ pháp cũng vậy, đi ra cổng chùa cũng vậy, ra bảo tháp cũng vậy, chắc mỗi lần những đức mà đến là người ta xanh mặt. Bữa nay mà chuẩn bị nấu đồ ăn ngon nói thôi tôi Nam Mô với Đạo Phật, tôi cầu mong cho ông này ông đừng có đến giùm tôi. Nay mà ông này mà đến là tôi nói thiệt ăn hết ngon luôn á, không ai dám ăn luôn quý vị. Còn quý vị biết rằng là chúng trong chùa người ta mong những đức ghé ngang cái à, mong ghé ngang á. Mà những đức mà ghé qua là một là đồ ăn đồ uống phải mua thêm, nước này nước kia phải mua thêm, đồ ăn. Những đức luôn luôn đi đến đâu là những đức đều chuẩn bị cái đồ để cho người ta không à. Những đức vậy đó. Thí dụ như những đức ghé ngang bảo tháp thì những đức phải chuẩn bị là kẹo bánh gì cầm theo cho mấy đứa nít. Có nghĩa là những đức đã qua bảo tháp là những đức phải chuẩn bị mua kem, nói chuyện xong cho cái cụ người kia kem ăn. Nghĩa là những đức đã đi đến đâu là những đức phải chuẩn bị cái đồ mà những đức tặng cho người ta. Có nghĩa là từ đó tới giờ những đức bất cứ những đức đi đến đâu là cái trước tiên của bản thân những đức là tính đến cái chuyện phải tặng cho người ta. Nếu luôn luôn có tâm vậy đó. Đó, 100% luôn cái tính những đức là vậy đó. Nên khi mình đi đến đâu người ta thích mình lắm. Thế rất là thích, và những đức luôn luôn động viên người ta ăn nhiều đi, ăn ngon đi, ăn nhiều đi, ăn ngon đi. Giống như chiều nay bên hộ pháp nấu lẩu cho bia à, nấu lẩu cho mọi người ăn. Lúc này những đứa cũng đang đi học nấu ăn thêm quý vị à. Tại vì đó quý vị biết á, cái nấu ăn á, cái quy tắc nấu ăn á quý vị, cái người nấu nhà hàng nó có cách nấu nhà hàng. Khi cái người mà nấu nhà hàng chuyên nghiệp họ qua cái vị trí nấu ăn cơm họ nấu có được. Cái người mà nấu nhà hàng chuyên nghiệp nấu rất nhiều món, nhưng mà qua nấu cơm mà đồ ăn ăn cơm á, họ sẽ hoàn toàn phụ quý vị vì còn la họ nữa. Tại vì hay không phải là cái khâu của họ nấu. Còn cái người nấu ăn cơm ngon họ không thể nào vô trong nhà hàng nấu được. Chính những đức nè, ngày xưa những đức nấu đồ ăn cơm rất là ngon, nhưng mà những đức qua bên nhà hàng Phú Mỹ Hưng những đức làm, những đức đi phụ bếp mà bị la muốn chết mồ luôn. Vì hoàn toàn vị trí nó thay đổi hết, và nấu nhà hàng hoàn toàn khác hết luôn, nó không có giống như nấu ăn cơm. Nó, thì những đứa mới hỏi cái anh đầu bếp chính, anh nói là như tôi bây giờ mà tôi đi lỡ cái quán nấu ăn cơm là tôi phải phụ, tôi phụ bạn mà bạn còn phải la tôi không biết nấu cái gì luôn. Tại vì sao? Vì nó khác hết, nhưng mà học thì rất là nhanh, học thì rất là nhanh, nhưng mà nấu thì khác, tại vì nhà hàng khác, quán ăn cơm khác. Nó, thì vị biết rằng thời gian những đứa nghỉ nấu quá lâu, thì bây giờ những người nào mà người ta biết nấu ăn mà những món mà gọn mà ngon là những đứa sẽ học. Nên những đứa nhờ cô đó cô cô nấu, cô chỉ những đức phải học. Học mọi món là những đức phải ghi lại công thức. Nấu món này là cái món này là thí dụ như món gì. Những đức ghi ra cái tên món đó, những đức ghi lại công thức. Rồi ghi nấu một lần dạy một món là biết món. Nấu một lần là biết món, nấu một lần là biết món. Có nghĩa là cổ nếu có 10 món thì cổ dạy những đức 10 lần là biết 10 món. Dạy 10 lần là biết nấu 10 món. Nó nghĩa là bây giờ nó phải học á, phải học nữa đó. Để chi? Để nấu ăn cho các cụ. Qua lễ là một tuần vậy là phải có 2 bữa.
Ví dụ như qua bên Đại Tùng Lâm nấu buổi ăn buổi trưa cho các cụ ăn, rồi bữa sau cái gì cái qua đạo tràng ba nấu ăn cho các cụ ăn, cảm thấy nó gần gũi, tình thương mến thương, cảm thấy nó gần gũi cụ. Còn nguyên khoảng thời gian này những đứa sắp lại cái nhà bếp bên Hộ Pháp ra mô hình luôn, rõ ràng đâu vào đó cho gọn hơn luôn, và đâu vào đó hết luôn, dẹp quá nhiều thứ luôn, không có bài bố một cái gì, gọn hơn hết, thời gian ăn uống nấu ăn gọn hết. Hộ Pháp là cái gốc chính, và y gan như cái tâm niệm những đứa ngày xưa. Hồi xưa cách nay mấy năm những đứa nói là Hộ Pháp sau này không có một chương trình lễ hội nào hết, bây giờ đúng y gan luôn, không lễ hội nào luôn, tổ chức Đại Tùng Lâm hết luôn đó. Chỉ còn một lần khiếm thị là thứ sáu tuần này. Ồ không phải, thứ sáu tuần sau quên, thứ sáu tuần sau quên, à tuần này Phật đản, qua tuần này Phật đản em, thì thứ sáu tuần sau nữa là khiếm thị bên Hộ Pháp một lần nữa, và lần sau khiếm thị là tổ chức nhà toàn Đại Tùng Lâm. Tại vì sao? Vì quy mô nằm thoải mái luôn, ngồi ở trong nhà toàn thoải mái luôn, không cần phải lo ngoài nắng ngoài gì hết chứ, nó ở trong nhà toàn hết luôn, và một quy mô rất là lớn, xe cộ đồ thoải mái đậu. Nên Hộ Pháp là chỉ còn đúng cộng tu chủ nhật. Hộ Pháp chỉ đúng cộng tu chủ nhật nhớ kỹ đó. Nên sau này mà đạo tràng 4 á, bây giờ chưa có mà những đứa cũng tính. Thí dụ như đạo tràng 4 sau này những cái khóa tu là như thế nào? Thí dụ như trong một tháng đó, nó nằm vào ngày 15 hay 14 gì đó, mà nó nằm ngay những cái ngày mà khác những cái ngày mà mình thứ bảy chủ nhật, thì tự nhiên mình sẽ lấy ngày đó mình cộng tu buổi tối đạo tràng 4. Ví dụ như chỉ lần vậy thôi, tháng lần vậy thôi, mà nó phải khác ngày chủ nhật thứ bảy, thì như thế sẽ tổ chức cộng tu. Nên quý vị biết mới bây giờ thôi, đạo tràng 4 đang xây thôi, mà như thế đã nhận các cụ và hình thành một tổ chức, sắp xếp một cái ban nào là ban tương lai quản chúng đạo tràng 4. Khi đạo tràng 4 mà xây mà khoảng một năm vô hoạt động tương đối, thì lúc đó có thể hoạt động được mà vẫn còn xây, thì lúc đó đã có người quản chúng và có hội chúng. Đó. Có hội chúng. Và cái đạo tràng 4 cái sân rất lớn. Cái sân của đạo tràng 4 là bề ngang của nó hơn 100 thước. Hơn 100 thước cũng bự hả anh Viên? Bề ngang hơn 100 thước, khoảng 150 thước. Bề dài khoảng 120 thước. Chưa tính cái sân phía trước đó nữa. Cái sân phía trước đó khoảng cỡ 60-70 thước nữa. Nguyên một cái sân, chừa nguyên cái sân bự vậy đó. 6 dãy nhà hai bên, một bên 3 dãy, hai bên 6 dãy nhà. Một cái dãy nhà cắt và vô tới chánh điện, và thượng trừ ra 20 thước. Khác ở đây. Ở đây là từ đây qua đây cái sát bên à. Nhưng mà kỳ này là Hòa Thượng kinh nghiệm là cái chánh điện này và cái dãy nhà bên đó đó là cách 20 thước. Nó phân ra 20 thước. Mà trong 20 thước này những đức nghĩ chắc Hòa Thượng có trồng cây. Những đức nghĩ là đạo tràng kỳ này Hòa Thượng trồng cây hay sao? Nên ngày chùa tới 20 thước. Bên đây 20, bên đây 20. Là dãy nhà bên kia cách 20 thước. Hai dãy song song, một dãy, hai dãy, ba dãy. Một dãy, hai dãy, ba dãy, hai bên 6 dãy. Chính giữa chánh điện. Phía trước là nguyên một cái sân thiệt bự, dài ra luôn. Nên một ngôi chùa nó thật sự, cái quy mô của chùa rất là lớn. Phía sau là một cái nhà ăn, cũng 4 tầng. Ở dưới tầng có thể tầng 1, tầng 2 là ăn cơm. Hai tầng kia có thể ở luôn cũng được. Nó nghĩa là nó rất rộng luôn, đất đai nó rất rộng luôn. Mảnh đất rất đẹp. Hôm qua chỉ coi quay vậy thôi, mảnh đất vì thấy cực kỳ đẹp luôn. Mảnh đất lớn mà đẹp quá trời đẹp luôn. Nên những đức cách nay khoảng 3 năm về trước thôi, trong lòng những đức đã nhìn miếng đất đó. 3 năm về trước đã nhìn miếng đất đó. Có lần những đức đi đến miếng đất đó một lần một thôi. Đúng những đức chỉ ghé ngang đúng một lần. Và những đức đã nói miếng đất này nhất định phải hình thành một ngôi chùa.
cách nay tính ra cũng hơn nửa năm trước. Thì trong lòng những đức nghĩ năm nay là năm sẽ có thể xây ngôi chùa đó. Nên lúc đó những đức đã, khi xài tiền thì xài những đức để dành. Tại vì sao Hòa Thượng ngày lớn tuổi quý vị? Để dành tiền ít gì cũng làm được cái móng, mới dám xin Hòa Thượng xây chùa. Thầy những đức có lần qua thỉnh Hòa Thượng, thấy Hòa Thượng cũng nói hơi mé mé chỗ miếng đất, nhưng những đức xen vào luôn. Thì khi lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, trước lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, những đức cầm qua đưa Hòa Thượng. Dạ thưa Hòa Thượng, con đã hứa Hòa Thượng xây chùa, con cúng dường Hòa Thượng xây cái móng. Thì bây giờ Hòa Thượng có xây không xây không biết, nhưng mà con đã hứa thì con gỡ đưa Hòa Thượng luôn. Mình khỏi có trách nhiệm suy nghĩ tới nữa. Lễ viếng Quan Âm xong, Hòa Thượng khai móng xây luôn. Thì những đức nghĩ rằng Phật Bồ Tát gia hộ Phật tử khắp nơi nơi, chúng ta mỗi người mỗi công phu thờ tu của mình cầu nguyện, mong cho 2 năm chờ xây xong ngôi chùa. Vì chỉ cần có cái tâm đó là có duyên phước rồi. Phan đã nói chỉ tiện cúng dường. Vì chỉ cần có cái tâm đó thôi, mỗi lần tu tập xong cầu nguyện, quý vị coi, nói xây cái đạo tràng 4, nói cái tiếng đạo tràng 4, nhưng mà thật sự nó là một ngôi chùa quá lớn. Thật sự một ngôi chùa quá lớn quý vị à. Một ngôi chùa ở 1.000 người, ngôi chùa nó quá lớn. Nếu tính ra nói cái tiếng ngàn, chứ thật sự quý vị, một dãy nhà 4 tầng đó ở rất đông, mà 6 dãy nhà đó số lượng còn hơn 1.000 người. Số lượng hơn 1.000 người. Một ngôi chùa quá lớn quý vị à. Mà nói là xây một ngôi chùa quá lớn như vậy mà, mà mình thấy mà thật sự Hòa Thượng mình ngày xây chùa ngày quen thì sao? Chứ người ta mà lo chết mồ quý vị ơi, ta phải tính bao nhiêu năm tháng gì đó. Còn cái này là thật sự quý vị là trong lòng những đức thỉnh Hòa Thượng thời gian ngắn nhất, mà những đức cũng nghĩ trong vòng nửa năm. Nó thì từ Hòa Thượng ngày làm im điềm ngày lạ. Những đức là người là chảnh chẽ ba lá hẹ, mà phải có người chảnh đó nghe quý vị, chứ không lẽ kêu Hòa Thượng đi làm chuyện đó. Nên bản thân mình phải còn nhỏ mà đi chảnh chẽ ba lá hẹ, nó chứ lách chách len chen. Hòa Thượng làm mình đi kêu gọi, mình đi nung đúc tinh thần, thôi kệ miễn có chùa thôi. Cho chúng sanh được nhờ quý vị. Giống như Hòa Thượng ngày hiện im điềm tu hành, mặc tu. Thì khi Hòa Thượng tịnh không xuất hiện, Hòa Thượng tịnh không tán tán Hòa Thượng ngày hiện. Không có Hòa Thượng tịnh không thì ai biết Hòa Thượng ngày hiện, hiểu không? Ai cũng không nói hết trơn nha. Ai cũng nói tôi lách chách trơn, không biết ai nói giùm quý vị. Nó thật sự luôn, phải có người đó đó quý vị ơi. Nhưng mà nói không phải dễ đâu. Thế những đức á, gặp một cái vị này, ông rất là nổi tiếng, nhưng những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói cái ông này không phải người thuyết pháp. Tại cái cách văn tự ông nói chuyện không phải thuyết pháp, nghĩa là ông không có biện tài thuyết pháp, không phải duyên của người thuyết pháp, chỉ có duyên, có duyên tiếng tâm. Mà lạ thay là không có duyên thuyết pháp. Cái người á, có duyên thuyết pháp là họ có biện tài, vì biện tài biện luận á, cái gì đến với họ cũng biện luận được hết trơn. Họ bẻ đông bẻ tay, bẻ tay bẻ đông, họ bẻ tá lả bình, đó là biện tài thuyết pháp đó. Vì chỉ cần nhìn người nào là vì biết người đó tương lai thuyết pháp. Vì sao? Cái khả năng nói chuyện của họ rất là hay. Họ nói chuyện với mình họ như thế nào họ nói cũng được hết trơn á. Những đứa mà nói chuyện với cô nói sao những đứa nói cũng được hết trơn á. Nói đẻ, nói bầu, nói gì những đứa cũng nói được hết trơn á. Đó, đó là cái duyên của nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Nó đã từng thuyết pháp rồi, không phải đơn giản đâu. Đó. Chúc vị an lạc hay với đời rồi. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Rồi chiều nay về bển ăn lẩu nghe. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thịnh an.
độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy cộng tu. À, quý Phật tử về đây chúng ta niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh và cúng đi thực. Quý vị nhớ có những người trong cuộc đời này vì cái nghiệp duyên gì đó mà người ta đến cái cuộc đời này người ta buồn khổ, khi người ta lại kết liễu cuộc đời bằng cách tự tử. Vì nhớ là cái khổ đau cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng nên tự tử. Vì ở cõi này khổ một, nhưng mà tự tử khổ tới tỷ tỷ lần. Khổ lắm. Có tấm giấy này, cô nào nè, nó cũng thường đi đến đây tu. Rồi có người em, nó cũng thắt tử, thắt cổ chứ quên. Thắt cổ tự tử. Thấy không? Khổ lắm quý vị. Gia đình mình mà chỉ cần có người nào mà thắt cổ tự tử nghe, quý vị phải cố gắng, quý vị đến những cái đạo tràng này tu tập, hoặc ở nhà cũng hướng họ một chút, hồi hướng cho họ một chút, cầu mong cho họ được thoát cái cảnh khổ của tam đồ. Tự tử là đa phần nằm trong tam đồ ác đạo quý vị. Tại vì sao? Cha mẹ cho cái thân có nhiều mối đạo, người ta còn không dám cắt tóc. Chữ hiếu nặng. Nó đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Mà cha mẹ cho cái thân bây giờ chưa đến lúc chết mà đi dám kết liễu cuộc đời. Thí dụ như tự nhiên xe nó đụng mình chết, cái này mình không phải tự tử. Nhưng mà mình làm cái cách này cách kia mà để giết mình là tội nặng dữ lắm. Quý vị phải nhớ kỹ, trong tất cả tội, tội nặng nhất là sát sanh. Mà trong tất cả các tội, tội nặng nhất là tự tử. Sát sanh là do mình đi giết con vật đó, ai cũng thích sống, còn mình lại dám giết bản thân mình, mà trong khi đó là sự dai mượn của cha mẹ. Nên khổ đau buồn chán gì cũng có cơ hội giải quyết hết nghe. Nó giải quyết không được là ở đây. Tôi là cầm cái búa bằng mũ tôi bữa cho thằng khác nó tỉnh hồn, thấy chưa? Tự tử làm chi nghe quý vị. Nó ví dụ như mà quý vị muốn tự tử, thí nghiệm thử kiếm cái hầm nào sâu sâu, cuộc dây bị liện xuống, sắp sửa ngộp thở kéo lên, giật mình chết mồ, không dám tự tử. Thấy không? À, chứ đừng có làm thiệt quý vị à. Nghe không? Đó đó. À, không có cái khổ nào bằng tội nghiệp tự tử đâu nghe. Nhà mà nếu có người uống thuốc sâu nè, thắt cổ nè, rồi nhảy ra cho xe đạp đụng nè, rồi ăn cơm no cho tức ngạn chết nè, tự tử cách đó đó. Rồi tự bụng mũi bụng miệng mình, thấy không? Nên đó là những cái tội lỗi tự tử là ghê lắm nghe quý vị. Nhà những đứa cũng có một người chị thứ sáu, hồi xưa chị có chồng thì ở bên chồng cũng khó dễ, nói hoài. Mới đẻ con có 1 tháng rồi xong mà chị buồn quá, chị uống chai thuốc sâu, uống chai, nguyên chai thuốc sâu luôn, cuối cùng chết queo. Nguyên chai thuốc sâu sao sống chết queo. Chị thứ sáu, con chị bây giờ có chồng à, là mới có 1 tháng đó, là tự tử chết. Nên từ nơi đó mà những đức tu tập cũng thường hồi hướng với chị lắm. À, tại vì chị mang cái nghiệp tự tử. À, nó trong gia đình quý vị mà có ai quý vị nên có tâm đó đó. Rồi những nhất là những cái pháp hội lớn lớn này sắp sửa tới nè, à, Phật đản nè. Bữa nay thứ bảy rồi, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Tối thứ ba là tối mùng 7, sáng mùng 8 sớm là pháp hội Di Đà. Thì chương trình số lượng người thì mình không nắm được, tại vì Diễn Âm đồ thì thường tổ chức những chương trình lớn thì biết rồi. Nhưng Phật đản mấy năm trước những đứa tổ chức bình thường. Nhưng năm nay là tổ chức hơi lớn nè. Những quan hỏi số lượng người sao biết đang bắt máy chiếu. Những đức nói mù Phật. Không biết nổi luôn. Thấy không? Sao tính nổi. Coi chương trình hôm nay thì sao? Không, nhưng mà cũng đặt máy chiếu rồi cũng rất nhiều, cả chục cái máy chiếu. Nó chuẩn bị vẫn tốt hơn. Lỡ có người ta gì thì người ta ngồi đâu người ta cũng được nghe pháp, hoặc là được dự chương trình coi nó hoành tráng quý vị ha. Nên chương trình năm nay chuẩn bị cũng lớn lắm, để mà tổ chức cái chương trình Phật đản cũng là một cái tâm niệm chúng sanh về chùa được thỉnh tượng Phật, rồi được nghe pháp, biết niệm Phật. Vì thấy thời thế con người giờ nhiều kiếp nạn quá, nên chúng ta mong tổ chức nhiều khóa tu. Nhiều khóa tu lắm quý vị à. Quý vị coi nè, Phật đản xong rồi
Thì bắt đầu là tới chủ nhật là cộng tu chủ nhật hộ pháp rồi, nhưng mà lại ngay cái ngày sinh của bác. Năm nay là ngày Phật đản rồi ngày sinh của bác gắn nhau, nên năm nay lại có cái chương trình là chủ nhật cộng tu của cái tuần mà Phật đản đó đó, là lại là tưởng nhớ đến ngày sinh của bác Hồ. À. Rồi xong rồi tới qua tuần đó tới thứ sáu lại là chương trình khiếm thị, nghĩa là chương trình thường xuyên luôn nghe. Ok, mong mà chúng sanh đến chùa nghe pháp niệm Phật đó. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và cầu an cho tất cả chúng sanh ở qua địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, chết chưa được siêu thoát, chết tự tử rồi đó, đều được thừa hưởng những công đức này. Như hôm nay là chú Nguyễn Văn Lợi, pháp danh Quảng Hòa, hưởng dương 37 tuổi, mất ngày 23 tháng 3 Giáp Thìn. Được nhờ hưởng cái công đức này mà thần thức tỉnh táo sáng suốt. Tất cả những người chết chưa siêu thoát biết nương vào bổ nguyện niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quan gia nên giải không nên kết, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát mà Tát Như Đặng Phật tử chúng ngã kim thi như cung, tự thực biên thập phương nhất thiết Phật tự gồng, nguyện di tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngã đặng dư Phật tử giai cộng thành Phật đạo, Như Đặng ngô tình chung ngã kim thi như cung, tự thực biên thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện di tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dư hữu tình giai cộng thành Phật đạo, Như Đặng cô hồn chung ngã kim ti như cung, tự thực biến thẩm phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện di tử công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dư cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng, giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý an lạc quý ơi.